trọng kính hai cha. Hôm nay toàn thể giáo hội long trọng mừng kính Thánh nữ Monica, quan thầy của các bà mẹ công giáo trên thế giới, và cùng chung niềm vui giới hiền mẫu giáo xứ Kẻ Sạt chúng con cũng hiệp thông mừng kính Thánh quan thầy và cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ trong giáo xứ. Trong niềm hân hoan này, chúng con xin được giới thiệu ban trị sự và quý vị toán trưởng sẽ bước lên trên sân khấu này để chuẩn bị chào mừng quý cha, quý khách và toàn thể quý vị. Xin mời quý chị trong ban trị sự và tất cả toán trưởng chúng ta bước nhanh lên trên khấu. Chúng con xin kính mời hai cha, quý khách và toàn thể quý vị, chúng ta cứ dùng nước thư thả sau một thánh lễ quá dài cũng có sự mệt mỏi. Xin kính mời. Xin tất cả quý chị, chúng ta bước nhanh chân lên trên khấu để chúng ta bắt đầu. Toàn thể quý vị hội viên, ngày hôm nay hai cha và quý khách cùng quý vị đã chung lời hiệp thông cầu nguyện trong thánh lễ, và giờ đây lại hiện diện nơi phòng tiệc này để cùng chung chia niềm vui với quý bà trong giới hiền mẫu hôm nay. Đứng trước mặt hai cha, quý khách và toàn thể quý vị, đây là một bộ sậu của giới hiền mẫu giáo xứ chúng con. Tuy rằng năm nay là năm cuối, nhưng chúng con vẫn thể hiện được một tâm tình rất hăng say, nồng nhiệt để hợp tác cùng với giáo xứ. Và giờ đây, chúng con xin được bắt đầu buổi tiệc liên hoan. Lời đầu tiên, con xin được giới thiệu một vị đại diện trong giới hiền mẫu có đôi lời chào mừng quý cha, quý khách và toàn thể quý vị. Trọng kính cha Đa Minh Chánh Sứ, linh hướng giới hiền mẫu của giáo xứ, cha Phêrô Phó Sứ, kính thưa cha, kính thưa quý chức ban ảnh giáo, quý bà ban trị sự cựu giới hiền mẫu của giáo xứ, quý vị đại diện quý giới, quý vị đại diện đoàn thể và quý cụ quý bà giới viên. Xin thay lời cho ban trị sự đại diện quý bà giới viên, xin được tri ân quý cha và cảm ơn quý khách đã yêu thương hiện diện, chung lời tạ ơn với chúng con trong thánh lễ. Giờ đây còn yêu ái chung niềm hân hoan trong tiệc mừng ngày lễ kính Thánh Monica quan thầy. Kính thưa quý cha và quý vị, với truyền thống lâu đời của giáo xứ, giới hiền mẫu chúng con đang tiếp nối sinh hoạt của giới cùng với quý giới và các hội đoàn trong giáo xứ dưới sự hướng dẫn của quý cha, sự đồng hành của ban hành giáo, sự cộng tác nhiệt tình của quý giới và quý hội đoàn trong giáo xứ. Hôm nay chúng con hân hoan mừng lễ quan thầy mẹ Thánh Monica. Chúng con tin tưởng rằng dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, lời truyền cầu rất hữu hiệu của Đức Mẹ Mân Côi cùng Thánh cả Giuse
và với mẫu gương của mẹ thánh Monica, mỗi hiền mẫu chúng con sẽ là một Monica nơi gia đình chúng con. Cùng với quý cha, quý dì biến đổi gia đình chúng con thành dấu chỉ lòng thương xót như tấm lòng của Đức Cha giáo phận ước nguyện. Xin Chúa chúc lành cho những niềm vui và những sự tốt lành chúng con đang hưởng nhờ và liên kết chúng con trong tình yêu của Chúa. Thay cho lời kết, chúng con kính chúc quý cha và toàn thể quý vị chọn niềm vui với chúng con trong ngày lễ mừng kính Thánh Monica Quan Thầy. Chúng con xin trân trọng kính chào. Vừa rồi là lời chào mừng của bà trưởng giới. Và giờ đây, để chuẩn bị khai mạc bữa tiệc, chúng con xin được trân trọng kính mời cha Chánh Xứ lên thánh hóa bữa tiệc cho chúng con. Xin một lần nữa chúng ta chung tâm tình tạ ơn Chúa, xin cùng với mọi người cảm ơn giới hiền mẫu nhân ngày mừng bổn mạng hôm nay, và xin Chúa hiện diện chúc lành thánh hóa của anh cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và những của anh cho lòng yêu thương chúc ban cho chúng con hưởng dụng những ngày chúng con họp mặt tạ ơn mừng lễ thánh Monica bổn mạng giới hiền mẫu hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Xin chúc mừng tất cả người con miệng nhá. Con xin chân thành cảm ơn cha Chánh Xứ. Và giờ đây đây, để bắt đầu bữa tiệc, xin tất cả mọi người chúng ta cùng nâng ly và chúc mừng nhau trong buổi tiệc mừng ngày hôm nay. 1, 2, 3, vô! Và trong buổi tiệc ngày hôm nay, không những chúng con đã chuẩn bị những món ăn đặc sắc và còn có những điệu múa, những bài hát và những tiết mục bốc thăm những món quà rất hấp dẫn để cùng chung chia trong buổi tiệc mừng ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình cho buổi tiệc liên hoan ngày hôm nay, chương trình văn nghệ là một tiết mục của quý bà trong ban trị sự và tất cả quý vị toán trưởng. Và bài khúc này được mang tên tựa đề Mừng Kính Thánh Monica của Linh Mục Nguyên Lễ. Xin được kính mời.
vừa thấy là ban trị sự giới Việt Mẫu và tất cả toán trưởng tuy là lớn tuổi nhưng những giọng hát vẫn còn trong trẻo và rất hay. Và bài hát vừa rồi cũng thể hiện được tâm tình tạ ơn cảm ơn tất cả quý cha, quý khách và toàn thể quý vị đã đến đây hiện diện trong thánh lễ và lại hiện thông trong buổi tiệc ngày hôm nay để nói lên những tâm tình tri ân và cảm ơn. Và rất mong rằng năm nay là niên khóa 2021 đến 2025 cũng đã chuẩn bị bước vào sự kết thúc. Nhưng rất mong tất cả quý vị toán trưởng lòng nhiệt thành hăng say của quý vị sẽ tiếp tục để nối kết trở thành những bàn tay nối dài để hiệp nhất với ban trị sự mới trong niên khóa mới. Xin được cảm ơn. Và để có thêm nhiều niềm vui và nhiều kỷ niệm, ban tổ chức cũng đã mở ra một tiết mục bốc thăm trúng thưởng để giúp cho mọi người có một sự may mắn trong ngày lễ Bà Thánh Monica. Và để khai mạc buổi bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay, chúng con xin được trân trọng kính mời cha phó Phêrô khai mạc buổi bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay cho chúng con. Trong buổi bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay, chúng ta có được 4 lần bốc thăm trúng thưởng. Và lần thứ nhất sẽ bốc 5 lần, lần thứ hai sẽ bốc 5 lần, lần thứ ba cũng sẽ bốc 5 lần và cuối cùng cũng sẽ bốc 5 lần. Nhưng trong buổi tiệc hôm nay sẽ còn có một sự kiện rất là mới, đó là giới Hiền Mẫu có một món quà và muốn rằng tất cả quý khách tham dự trong buổi tiệc hôm nay sẽ cùng đấu giá với một bức ảnh Đức Mẹ tuy là cũ nhưng mà rất là quý. Chúng con xin kính mời cha phó để khai mạc buổi bốc thăm ngày hôm nay. Và để bốc chung cùng với cha phó, chúng tôi xin kính mời ông Chánh cùng bốc thăm chung với cha phó của chúng con. Xin tất cả quý khách nào chúng ta chưa có vé thì xin hãy liên hệ với tất cả các chị toán trưởng để chúng ta cùng bốc thăm. Trọng kính quý cha, kính thưa quý chức ban lãnh giáo Tân Cựu, quý giới, quý quan ngành đoàn thể, quý khách mời, các diên xin được chúc mừng quý bà trong giới Hiền Mẫu nhân ngày lễ buồn mạ Thánh Monica bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Kính thưa quý cha và toàn thể quý vị, nhân ngày lễ buồn mạ của quý bà trong giới Hiền Mẫu, xin được thay lời cho quý chức ban giáo và quý giới đoàn thể xin được chúc mừng. Xin Chúa qua lời chuyển cầu Thánh Nữ Monica ban cho quý bà có thật nhiều sức khỏe và niềm vui hạnh phúc, đặc biệt là hăng say tham gia các sinh hoạt của giới, và đồng thời để chia sẻ niềm vui với quý bà trong ngày lễ hôm nay, quý chức ban giáo cũng như quý giới đoàn thể cũng có phong bì xin được chia sẻ với quý bà trong ngày lễ. Xin mời bà trưởng ạ. Bà phó lên đây. Giới Hiền Mẫu xin được chân thành cảm ơn ông Chánh và tất cả quý vị trong ban hành giáo cũng đến đây chung chia niềm vui với chúng tôi và còn gửi lại những món quà quý giá. Xin được trân trọng cảm ơn. Và giờ đây cha phó sẽ mở hàng 3 phiếu đầu tiên. Xin tất cả quý vị chúng ta hãy nghe cho rõ. Trên tay con thì có rất nhiều lá phiếu và xin được mở đầu chương trình bốc thăm thì con sẽ bốc 3 phiếu và những ai chúng ta có số thì chúng ta xin mời lên ạ, phải không ạ? Dạ, con xin được chúc mừng người đầu tiên
may mắn là 1, 7, 4. Ai có số 1, 7, 4 à? Ai có số 1, 7, 4 xin ra tay và xin được mời lên sân khấu này. À, ông Chánh có số 1, 70. Ông Chánh còn thiếu 4 số nữa. Và số thứ 2 là 283. 283 là số của cha phó vừa bốc lần thứ 2. Xin ai có số 283, chúng ta bước chân lên trên sân khấu này. Xin có vị nào có thì xin nhanh chân bước lên đây luôn ạ. À. Rồi, ai có số 283, con xin mời ạ. À. Ai không lên nhanh, cha phó bước xuống, tức là món quà đấy sẽ ở lại trên sân khấu. Và số thứ 3, con xin mời chủ nhân có số phiếu là 090. Số 90 ạ. À. 090, xin mời quý vị nào có số 090. À, chúc mừng. Ô, Mắc Cần đã trúng số rồi nè. Tất cả quý vị cho Mắc Cần một tràng pháo tay. Dạ, là số 090 à, chứ à, của Bác Cần là 060. À, vậy là Bác Cần mới có là dạ, chuẩn bị trúng thôi. Bác Cần chuẩn bị trúng à. 174. Điều chúng hết rồi. Bây giờ con xin mời ông Chánh sẽ bốc hai lá thông. Số 2, 4, 1. Xin mời ai có số 2, 4, 1 lên sân khấu ạ. Rồi, có chủ nhân rồi. 241, xin mời chủ nhân 241. Vé thứ hai là số 173. Xin mời ai có số 173 lên sân khấu ạ. Rồi, lại một người đẹp ở phía dưới ạ. Nhân số 173 xin tiến nhanh trên sân khấu. Và chúng con xin kính mời cha phó Phêrô và ông Chánh sẽ trao giải thưởng cho 5 vị này. Giải thưởng thứ nhất là một bình nước đun nước. Và cảm ơn năm vị cũng đã trúng trong đợt bốc thăm đầu tiên này. Và để chuẩn bị cho đợt bốc thăm thứ hai, xin các đoàn Thánh Anna chúng ta cũng hãy chuẩn bị một tiết mục của mình. Và khi bốc thăm lần thứ hai xong
thì chúng con xin kính mời quý cha, quý khách và toàn thể quý vị sẽ thưởng thức một bài múa của ca đoàn Thánh Anna. Và đợt bốc thăm thứ hai này, chúng con xin được trân trọng kính mời một vị đại diện trong giới hiền mẫu cựu. Xin mời bà ban trị sự cựu. Trọng kính cha chánh xứ, cha phó xứ, quý vị ban trị sự, ban hành giáo, quý vị đại diện các đoàn thể, quý bà trong giới hiền mẫu, hòa chung niềm vui mừng lễ kính thánh nữ Monica, quan thời của các bà mẹ công giáo, cũng là quan thầy của giới hiền mẫu trong giáo xứ Kẻ Sạch. Con rất vinh dự được đại diện quý bà cựu của ban trị sự giới hiền mẫu. Vì sức khỏe và tuổi tác, cho nên là một số quý vị đã không thể hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Trước hết, xin được cùng chia sẻ niềm vui với quý bà trong giới hiền mẫu. Và cầu chúc quý bà biết noi gương thánh nữ Monica quan thầy, một người suốt đời hy sinh vì chồng con, và bằng lời cầu nguyện và nhất là bằng gương đạo đức đã cảm hóa được người chồng và người con, và nhất là người con đã trở thành một vị giám mục tiến sĩ hội thánh là thánh Agostino mà giáo hội sẽ mừng vào ngày mai. Và cũng xin cầu chúc quý bà trong ban trị sự của giới hiền mẫu, quý chị toán trưởng hăng say trong mà của giới cũng như là của giáo xứ, nhiệt tình phục vụ để giúp cho giới mỗi ngày một thêm thăng tiến. Và trong niềm vui hôm nay, quý bà trong cựu ban trị sự của giới hiền mẫu chúng em cũng có một chút quà gửi đến quý bà để xin được chung chia trong niềm vui hôm nay. Xin bà trưởng vinh ạ. Dạ, chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà vì những công tác hay gì cũng được quý bà cùng cộng tác và quan tâm. Giờ đây cũng xin quý cụ quý bà cũng tiếp tục cầu nguyện cho chị em chúng con xin cảm ơn. Xin được cảm ơn vị ban trị sự cựu cũng đã chung chia niềm vui với chị em chúng tôi. Và để tiếp tục lần bốc thăm thứ hai, lần bốc thăm này chúng ta sẽ trúng một chiếc quạt, nếu mỗi một vé sẽ là một chiếc quạt. Và lần bốc thăm này xin được trân trọng kính mời một vị đại diện trong năm ông chánh sẽ lên bốc thăm giúp chúng tôi trong buổi bốc thăm này. Chúng tôi xin kính mời ông Chánh Hòa.
em tránh bạch cả. Xin lỗi. Xin cho một tràng pháo tay chúng ta đón chào ông Tránh. Kính thưa hai cha cũng như quý chức và toàn thể các đoàn thể, các ban ngành, và đặc biệt là quý bà trong giới hiền mẫu, trong ngày niềm vui hân hoan của ngày mừng lễ kính thánh Monica ngày hôm nay, chúng con năm ông Tránh cũng được mời đến để tham dự thánh lễ và đến đây chia sẻ trong lượng việc. Xin thay lời cho năm ông Tránh kính chúc ngày lễ ngày hôm nay đạt được nhiều tinh thần của thánh mẫu nữ Monica để làm cho các gia đình trong giáo xứ này mỗi một ngày một tốt đẹp hơn. Xin trân trọng. Và để bốc thăm chung với quý ông Tránh, chúng tôi xin được trân trọng một vị đại diện của giới cao niên cùng lên bốc thăm chung với lần bốc thăm thứ hai. Xin mời một vị đại diện của giới cao niên. Và ông Tránh sẽ đại diện bốc thăm 3 vé và vị cao niên sẽ bốc thăm 2 vé. Trong cái tinh thần ngày hôm nay, tôi đại diện cho năm ông Tránh bốc 3 vé và trao cho vị đại diện của giới cao niên sẽ công bố các vé này. Vé kế tiếp đó là số 139. Vé thứ nhất là số 139. Quý vị nào có số 139 xin chủ nhân số 139 bước lên trên sân khấu ngay ạ. Và số tiếp theo rất là đẹp, đó là 971. Xin ai 171 xem chủ nhân nào có số 171 xin bước lên trên sân khấu. Và số kế tiếp đó là 039. Quý vị nào có số 039 thì chuẩn bị tiến lên. Xin mời chủ nhân vé 039 bước lên sân khấu. Và kế tiếp là hai vé của đại diện giới cao niên bốc, đó là số 137. 137, quý vị nào có số 137? 137. Và vé thứ năm đó là 148. Quý vị nào có số 148 xin mời chủ nhân số 148 bước lên trên sân khấu. Còn thiếu một vị nữa. Còn thiếu một vị nữa. Chúng tôi sẽ đếm từ 1 đến 5, nếu vị nào có số chia lên. Xin mời chúng ta nhanh chân. Vì còn nhiều tiết mục nên xin tất cả quý vị chúng ta nhanh chân để cho kịp thời gian. Rồi, như vậy là chủ nhân này nghe nhầm và số đã không chính xác. Vì thế chúng tôi xin được đếm 3 lần, nếu còn chủ nhân nào chưa có số xin chúng ta nhanh chân. 1 2 3. Bây giờ ông Tránh sẽ đọc lại 5 số vừa kêu. Số 148, quý vị nào có trên này chưa? 148 có chưa? Chưa có phải không? Như vậy là chỉ còn số 148.
Vậy là số 148 đã có chủ nhân. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời ông Tránh và vị đại diện của giới cao niên sẽ phát phần quà của quý vị đã được bốc thăm trúng thưởng. Và mỗi người một chiếc quà. Và trước khi đấu giá tượng Đức Mẹ, ca đoàn Thánh Anna sẽ trình diễn một bài múa. Một bài múa rất là vui nhộn. Xin cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho năm vị đã trúng lần bốc thăm thứ hai. Quý vị có thấy những món quà đáng giá trị không ạ? Và càng về sau, tất cả món quà còn tăng giá trị lên. Vì thế xin tất cả quý vị đừng bỏ qua tất cả những cuộc bốc thăm. Và giờ đây, để thay đổi bầu không khí, ca đoàn Thánh Anna sẽ trình diễn một bài múa của nhạc sĩ Xuân Tiên. Bài múa được mang tên Về Dưới Nhà Mái Nhà. Nhau. Ở bên
Và ghi dấu ấn trong ngày kính thánh lễ Monica năm 2024. Để tổ chức, ban tổ chức xin được đấu giá một bức ảnh mà quý vị nhìn ở trên đây. Đó là một bức tượng Đức Mẹ Ban Ơn, nhìn rất là đẹp. Và để trưng bày tôn vinh tượng ảnh thánh và để chiêm ngắm dung nhan các ngài, để hướng lòng cầu nguyện và phó thác yêu mến, xin sự trở che phù hộ cho gia đình của chúng ta. Và sau khi đấu giá xong thì cha Chánh Sứ sẽ làm phép bức tượng này. Vì thế giá đầu tiên xin được bắt đầu 3 triệu đồng. 3 triệu đồng lần thứ nhất. Có ai không ạ? 3 triệu đồng lần thứ hai. Lần thứ ba, như vậy là 3 triệu đồng không có người nào. Chúng con xin kính mời cha Chánh Sứ cho chúng con một mức giá. Xin mời ngài. Đây, hôm nay là nhân dịp bổn mạng của giới hình mẫu thì cha có gửi tặng giới hình mẫu một bức tượng. Bức tượng gỗ này là do một người bên Lương, người ta quý mến cha, người ta kiếm được cái khúc gỗ. Cái gỗ này là gỗ chai ở trên căn cứ, người ta về người ta đục đẽo thành một cái bức tượng là Đức Mẹ Ban Ơn như thế này. Người ta biếu cha. Thì nhân dịp bổn mạng hình mẫu hôm nay, cha có gửi cho giới hình mẫu như là một chút góp phần vào gây quỹ cho sinh hoạt giới. Và vì vậy mà bức tượng này chưa làm phép, mang tính cách nghệ thuật. Những ai mà muốn rước Đức Mẹ về mà thì chúng ta có thể đem, một là sử dụng như là một cái bức ảnh nghệ thuật, hai nữa nếu chúng ta để trên bàn thờ thì chúng ta đưa lên phòng áo để làm phép nhé. Đấy là một vài thông tin như vậy. Bức tượng này thì bằng gỗ chai, thì gỗ này là không có bị hư, để trong nhà thì gần như là vẫn bền mãi mãi. Cái bức tượng này là bức tượng gỗ do một người bên Lương tặng. Xin kính mời. 3 triệu rưỡi ạ? Vâng, đã có người trả 3 triệu rưỡi. Như quý vị cũng thấy, bức tượng này cha xứ ngài cũng đã nói rất là quý, vì thế đã có người trả 3 triệu rưỡi lần thứ nhất. 3 triệu rưỡi lần thứ hai. Đức Mẹ quý quá cho nên con không có mua, không dám mua đâu. Nhưng mà bây giờ thì con xin là bây giờ là 3 triệu rưỡi thì con chưa thấy cánh tay nào đưa lên để trả giá cao hơn à. Con xin mời ai sẽ trả cao hơn trong khán phòng này, xin giơ tay ạ.
Phòng thánh chúng con xin đề cử giá 5 triệu. Con nhìn thấy một cánh tay đưa lên ở bên bên gần bà Trùm Hoàng ạ. Mấy triệu ạ? 4 triệu ạ. Thưa cha phó, ban phòng thánh chúng con xin 5 triệu. Ban phòng thánh 5 triệu. Và con còn dạ 5 triệu rưỡi. Dạ, con đã thấy một cánh tay đưa lên là 5 triệu rưỡi. Ban phòng thánh chúng con lên 5 triệu 7 ạ. Ban phòng thánh 5 triệu 7. Có ai cao hơn 5 triệu 7 không ạ? 6 triệu. 6 triệu. Dạ, 6 triệu ạ. Ban phòng thánh lên 6 triệu rưỡi. Ban phòng thánh lên 6 triệu rưỡi. Ban phòng thánh là 6 triệu 7 hay 6 triệu rưỡi ạ? Xa quá con nghe không rõ. Xin cha 6 triệu rưỡi ạ. 6 triệu rưỡi, dạ vâng. Và con ở dưới con thấy là có cánh tay đưa lên là 7 triệu. Rồi con ban phòng thánh 7 triệu rưỡi ạ. Hình như là ban phòng thánh sẽ con xin gửi bức tượng này là 8 triệu. Con thấy là ông Trung Quốc đã trả giá bức tượng là 8 triệu rồi ạ. 10 triệu ở dưới cuối con thấy là 10 triệu. Dạ cô Vân phải không ạ? Dạ dạ. 10 triệu. Con xin cha là con xin đấu giá là 12 triệu. Rồi con thấy bà Thơ Hòa đã trả là 12 triệu ạ. Rồi. Còn ai trả cao hơn 12 triệu không ạ? Con vẫn đang nhìn khắp khán phòng và con nghĩ là sẽ có cánh tay đưa lên nữa. Đang nhìn và chưa thấy cánh tay nào đưa lên với giá 12 triệu rồi ạ. Có ai trả giá cao hơn 12 triệu nữa không ạ? Con nghe xa xa là có người nói là 14 triệu mà không biết là ai trả ạ. Con thấy cô Thúy đưa tay lên đúng không ạ? Trả mà không mua. Mua mà không trả phải không ạ? Dạ. 12 triệu lần thứ nhất. Con có thấy cánh tay nào đưa lên nữa không ạ? Con thấy là 12 triệu 500. Cái mức giá càng lúc càng nâng lên và giá trị của bức tượng sẽ càng lúc càng được cao lên. Tuy là Đức Mẹ có hơi lùn một chút nhưng mà mức giá sẽ đưa cao lên hơn nữa. Và thật sự là bức tượng này được tạc với lại theo lời của cha Chánh Xứ là một cái người ngoại giáo, cho nên là họ hình dung Đức Mẹ như thế nào thì họ sẽ tạc Đức Mẹ như thế đấy. Và với lại cái giới hạn là họ tìm được cái khúc gỗ nó chỉ được cao ngàn này thôi, cho nên nếu mà họ tìm được khúc gỗ dài hơn thì Đức Mẹ sẽ rất là cao, rất là xinh xắn. Nhưng mà người ta kêu là nếu như mà thấp thì là sao ạ? Dễ thương phải không ạ? Triệu rưỡi rồi ạ. Rồi con xin hỏi là có ai trả giá cao hơn nữa không ạ? Ở dưới
không thấy là có người đang nói cái gì ạ? À? Ở dưới cuối à, cô gì á? À, con nghe cô Mai nói là 15 triệu ạ. À. Thấy là cô Mai nhà đang chuẩn bị xây sắp xong và một bức tượng Đức Mẹ được đặt trong nhà mới thì quả thật là ý nghĩa. Phó đã giao lần thứ hai và còn một lần cuối cùng nữa, có ai không ạ? À? À, cô Mai á, không có mua 15 đâu, cô chỉ là giỡn thôi, nên giá vẫn là 12.500.000. Còn ai nữa không ạ? À? Chúng con chỉ có 10 triệu thôi nhưng bây giờ nó cao quá rồi, chúng con xin kiếu ạ. Hiện tại bây giờ ông Phó Thuận cũng đã nói rồi, ban phòng thắng chuẩn bị đúng 10 triệu. Mà bây giờ cái số tiền nó lên như vậy thì không biết lấy ở đâu. Thôi thì nhường cho người 12.500.000. Như vậy là không còn ai nữa thì chúng ta sẽ 12.500.000 lần thứ 3. Người nữa muốn nữa. Em xin các cha là con xin đấu giá là 15 triệu. Ô bà Thơ Hòa bà sẽ mua với giá 15 triệu. Có ai theo không ạ? Có ai theo không ạ? Rồi để rút lại vì thời gian cũng qua và cái giá cũng đã được cao rồi. Vì thế xin kính mời bà Thơ Hòa bước lên trên sân khấu này để cho xin 15 triệu lần thứ hai. Kính mời cha xứ, ngài sẽ trao món quà này cho ông bà Thơ Hòa.
đặc biệt là giới hình mẫu. Thì sau khi mà bức tượng này được nêu lên và được sự hưởng ứng của nhiều người, và đặc biệt là cuối cùng là gia đình ông bà Thơ Hòa đã đón nhận cái bức tượng này để đưa về gia đình như là một kỷ niệm, cũng là với lòng quảng đại để góp phần quỹ cho sinh hoạt giới hình mẫu. Xin tất cả chúng ta một lần nữa tạ ơn Chúa và xin bố chẳng bác tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn gia đình ông bà Thơ Hòa nhé. Cũng đã xong phần đấu giá, và để tiếp tục chương trình cho buổi tiệc liên hoan ngày hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ tới lần bốc thăm thứ ba. Lần bốc thăm thứ ba này xin mời một vị đại diện trong giới gia trưởng bước lên trên sân khấu này để bốc thăm cho giới hiển mẫu chúng tôi lần thứ ba. Và xin được trân trọng kính mời thầy giáo ca trưởng của ca đoàn Thánh Anna bước lên trên khấu này để cùng tham gia cuộc bốc thăm lần thứ ba này. Các em ca đoàn đang hối lộ thầy giáo đưa số trước. Và lần bốc thăm trúng thưởng này thì sẽ trúng 5 chiếc quạt nước, một phần quà rất giá trị. Vì thế cho nên xin tất cả mọi người chúng ta hãy lắng nghe. Vợ thầy Hiếu thì đang cầm con số 307. Thầy Hiếu đang đi tìm con số 307. Xin mời vị đại diện trong giới gia trưởng, chúng ta sẽ đọc trước 3 vé đầu. Xin được chúc mừng quý vị mang số 251. Ai là chủ nhân số 251 xin bước lên trên sân khấu. Tiếp theo xin được chúc mừng quý vị mang số 287. Xin mời chủ nhân số 287. Xin bước lên trên sân khấu. Như vậy là có hai vị trúng rồi. Xin tiếp theo ca đoàn hiền mẫu bốc toàn là số 0 ở đầu thôi, cho nên bốc bây giờ cũng không có số 0. Đây là toàn số 1 ở hàng trăm và số 2 ở hàng trăm. Số thứ nhất, ai có số 176? Có ai không? 176, ai là chủ nhân? 1176. 176. 176. Có ai mà đang uống bia mà quên ấy? À, như vậy chưa thấy có. Thôi mình chờ nhá. Số à, có bà. Bà đây ở xóm Toàn Mỹ. Chúc bà về chia cho xóm được rồi. Xin chúng ta không có cười, cười là không trúng đâu. Số thứ hai là số 2.
2 9 4 Trưởng ban chắc. Trưởng ban chắc. Xin chúc mừng trưởng ban chắc đã trúng vé số. Số cuối cùng là số 2 8 5. Ở trên đây chỉ có hô thôi chứ không có số. Còn một số nữa. 285, ai là chủ nhân số 285? Ông Trùng Quốc đã trúng số 285. Và giờ đây xin được kính mời vị đại diện của giới gia trưởng và thầy trưởng ca đoàn An Lan sẽ phát món quà trúng thưởng cho 5 vị. Vị đã trúng số trong lần bốc thăm lần thứ 3 này. Và cũng xin được thông báo trên đây chúng tôi cũng có một dàn hát karaoke để quý vị nào muốn chung chia niềm vui với giới hiền mẫu chúng tôi thì xin đăng ký tại phòng máy. Và trước khi mở lần cuối là một món quà rất trị giá, và khi chuẩn bị bốc thăm lần này chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính trong tất cả món quà bốc thăm ngày hôm nay, đó là bà phó nội giới hiền mẫu, đó là bà Chánh Ngũ đã ủng hộ hết tất cả những món quà mà chúng ta trúng thưởng trong ngày hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay chúc mừng bà phó nội. Và còn một giải cuối cùng thì xin được giới thiệu đến với quý cha, quý khách và toàn thể quý vị một bài hát từ phía ca đoàn Thánh An La. Xin được mời chị Thúy bước lên trên sân khấu. Xin tất cả quý vị chúng ta nán lại để chúng ta sẽ bốc thăm một bốc thăm cuối cùng, một món quà rất giá trị trong buổi bốc thăm ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn ca khúc vừa rồi của ca đoàn Thánh Anna. Và giờ đây là một cuộc bốc thăm cuối cùng, một món quà rất giá trị. Lần bốc thăm này chúng con xin được trân trọng kính mời hai cha Chánh Phó Sứ bước lên trên sân khấu này để cùng bốc thăm giải cuối cùng, cũng là giải đặc biệt cho buổi liên hoan của chúng con ngày hôm nay. Và trước khi hai cha lên để bốc thăm, xin được gửi lời cảm ơn hai cha, quý khách và toàn thể quý vị cũng đã chung chia niềm vui cùng với giới hiền mẫu chúng tôi trong buổi tiệc mừng ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý vị khi ra về được bình an và được một giấc ngủ bình an. Và giờ đây hai cha, quý vị ơi hãy chuẩn bị nhé. Trong hai cha có một cha bốc rất là mát tay và có một cha lại không mát tay tí nào. Vì thế xin tất cả chúng ta hãy xem kỹ vé của chúng ta nhé. Cha Chánh Sứ sẽ bốc 3 vé. Chưa đúng lần nào đâu, đưa tay, đưa cầm số đưa lên, cha sẽ bốc số đó cho đọc này. Mà với điều kiện phải cho cha bốc hết nắm này cơ. Chứ bốc ba số này thì hên xui. Xin được công bố ba người có tên sau đây, có chữ số sau đây sẽ lên là lãnh phần thưởng của chương trình nhá. Số thứ nhất là số 382. Số 382, ai là chủ nhân của số 382 ạ? Số 382 đâu rồi ạ? 382 thì độc đắc, còn 381 thì an ủi. Số 382 đã có chủ nhân rồi, con xin mời lên ạ. Số của cha kêu đi. Số thứ 2 sẽ là 178. Ai có số 178 xin mời ạ. A chị trưởng ca đoàn Thánh Anna đã trúng. Số thứ 3 tiếp theo là số 364. Số 364 ạ. Ai là chủ nhân của số 364 đâu ạ? Xin mời lên sân khấu ạ. Ai có số 13 đâu ạ? Giơ tay lên ạ. Số 313. Ai là chủ nhân của số 313? Con thấy bà là có số 131. Số đó là số đảo ạ. Tiếp tục một số nữa, cũng là số gắn là 010. Số 010 đó ạ. Con đã thấy từ xa đã có số 010, chủ nhân của số 010 đã tiến lên rồi. Vậy là các cha rút lần này là cái xóm ở dưới lại được nhiều giải nhất này. Xin những người có những cái số vừa nêu lên, chúng ta tiến lên trên sân khấu trên đây để chúng ta lãnh phần thưởng của chương trình. Con thấy là các số đã có chủ nhân hết rồi ạ. Không cần phải kiểm tra lại nữa đâu ạ. Có còn thiếu số nào không ta? Rồi. Chương trình ngày hôm nay chúng ta có thanh lễ, chúng ta có tiệc mừng, chúng ta có những ngày chương trình tiết mục văn nghệ và có phần thưởng. Xin được trung tâm tình tạ ơn Chúa, xin cảm ơn và chúc mừng các bà mẹ giới hiền mẫu nhân ngày mừng bổn mạng. Xin cảm ơn mọi người hiện diện, xin Chúa ban một phúc lành. Và giờ đây cũng xin được cảm ơn bà Chấn Ngũ đã tài trợ các cái phần thưởng cho chương trình ngày hôm nay, góp thêm niềm vui. Xin Chúa ban một phúc lành cho tất cả chúng ta, cách riêng cho gia đình ông bà Chánh.
Dạ đây đến chương trình vâng. Trao quà nhờ. Vâng, con xin mời hai cha sẽ trao giải đặc biệt cho quý vị. Cảm ơn năm vị. Chúng ta xin mời hai cha nán lại trên sân khấu đôi chút. Và xin hai cha sẽ cùng tham dự với cả đoàn chúng con một tiết mục cuối để chúc hai cha ra về ngủ ngon. Xin mời tất cả các chị em ca đoàn chúng ta tiến lên nhanh. Và xin kính mời tất cả quý vị trong ban hành giáo nếu có thể được xin bước lên trên sân khấu và chúng ta cùng hát một bài Nối Vòng Tay Lớn trước khi bước tiền giải tặng. Quý bà Trương cũng đã cùng chung với các đoàn chúng tôi để hát một bài